luôn mà tiền tươi. Nhưng công ty nó còn giữ như ở đây không nào giữ cả. Cái này là nào mình càng về thì tiền ai bán mới bảo là mình hơi về. Họ xây nhà rất là đơn giản các bạn. Những cái cây gỗ này rất là đơn giản. Cái này mình có thể nhảy lên là với làm xà được luôn. Cái xà này họ có thể rất là thấp, thấp như là cái nhà cổ ngày xưa phong kiến họ làm, rất là thấp, chỉ có chắc là chỉ 2 mét thôi. 2 mét là đến cái xà này rồi. Cái dầm này thì cao hơn một chút. Nhưng mà những cái bức vách này thì cũng phải kỳ công ấy. Nói là đơn giản nhau, bức vách này cũng kỳ công các bạn ạ. Nó phải như một tấm ván của mình, một cái tấm ván các bạn đi làm cốt pha xi măng xây nhà ấy, một cái tấm này. Tuy nhiên thì cái gỗ này nó không phải là gỗ đẹp, thì nó đúng là ở trên này thì chắc là dùng gỗ thông và những gỗ họ chặt ở trên rừng các bạn, chặt ở trên rừng thôi. Đấy. Ở đây thì rất là làm mọi thứ khá là đơn giản, nhưng mà bảo được những tấm vách này thì cũng là khá là kỳ công. Đấy, đây họ còn thừa và còn để đây này rất là nhiều. Cái nhà thì nó khá là đơn giản, chung quy là che nắng che mưa, kín gió là được, họ không có cầu kỳ như mình ấy. Đây, anh em có thể thấy là rất là đơn giản thôi, nhà nó khá là đơn giản. Đấy, từ dầm kèo anh em, từ dầm kèo nó chỉ là gác gỗ đây, xong rồi buộc thép thôi, chỉ là gác gỗ và buộc thép thôi, không có cái gì cả. Đấy, người ở ngoài mông trên này họ làm đây, anh em nhìn thấy những dây thép họ buộc này. Đấy, chỉ có gác gỗ và buộc thép thôi. Đấy, rất là hay. Ở giữa ông cúng và tất cả các nhà bên dưới thì cũng thế thôi. Đấy, và tất cả các nhà bên dưới này nó cũng thế, tất cả đều như vậy, rất là đơn giản. Quan trọng là đấy, không khí nó thoáng đãng. Trên này họ có xe máy đấy. Nhưng mà đa phần là những cái xe quay như thế này các bạn, đa phần là những xe quay, không có xe ga đâu, đa phần là xe quay thôi, đa phần là xe số như này. Đây họ có nuôi vài con gà các bạn, nuôi vài con gà. Họ nói là trên này rất là nhiều chuột.